giá xăng tiếp tục giảm bà con mong đợt hạ nhiệt lớn hơn thời gian vừa qua giá xăng trong nước đã không ngừng tăng cao thậm chí mức tăng còn từng đạt đến ngưỡng kỷ lục điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con hoạt động của các doanh nghiệp chính vì vậy nhiều đơn vị liên quan đã phải tìm cách để làm hạ nhiệt giá xăng nhờ đó nên những ngày gần đây giá xăng dần giảm xuống tuy không nhiều nhưng cũng được xem là dấu hiệu tích cực báo chính phủ đăng tải mới đây việt nam đã thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu vì vậy từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, giá bán các mặt hàng xăng sẽ giảm. Tuy nhiên hiện nay, giá xăng dầu trên thế giới, nhất là các mặt hàng dầu, vẫn đang ở mức khá cao, vì vậy để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới, Liên bộ công thương tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý. Những ngày vừa qua, bà con rất mong ngóng thông tin giá xăng giảm. Tuy đến nay, con số giảm vẫn còn rất nhỏ nhưng đây vẫn là một dấu hiệu khả quan, cho thấy các đơn vị đang không ngừng cố gắng để bình ổn giá xăng dầu. Lý giải về việc tại sao thuế môi trường giảm mạnh nhưng giá xăng chỉ giảm 1.000 đồng, Bộ Công Thương đã trao đổi cụ thể với phóng viên. Theo người đại diện Bộ Công Thương cho biết, so với kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 3 vừa qua thì ở lần này, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đã tăng hơn 4%. Thế nên, như bình thường giá xăng trong nước sẽ tăng theo giá xăng nhập khẩu, cộng với trích lập quỹ bình ổn. Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng, nếu không có việc giảm thuế môi trường từ ngày 1 tháng 4, khả năng cao giá xăng sẽ tăng trên 30.000 đồng lít. Thị trường xăng dầu có thể ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế xã hội các đơn vị của nước ta cũng đang rất nỗ lực để có thể điều chỉnh lại giá xăng dầu sao cho hợp lý nhất có thể vì vậy bà con không nên quá hoang mang thay vào đó hãy theo dõi sát sao thị trường xăng dầu để điều chỉnh chi tiêu sinh hoạt của bản thân